Hello, em xin chào tất cả cô chú anh chị em đã quay lại kênh Cúc Khuyển Bắc Hà nhé. Và hôm nay em đi giới thiệu cô chú anh chị em mấy em đỏ này, em được to này, hơn 1 tuổi gần 2 tuổi này. Đấy, và một cái đàn bầy mới này, lâu lắm không lên video các bác rồi á. Đấy, bé nào cũng đốm lưỡi anh chị nhá, bé nào cũng đốm lưỡi. Ở đây có ba được ba cái để điểm sinh. Một tuyển sô cô la anh chị nhá, một tuyển sô cô la luôn. Sinh chưa. Cuốn đàn này nó khoảng 48 ngày và vaccine một mũi nhá. Phải trông rồi chậm. Phải trông nó. Ngoài đường này phải trông nó. Đốm lưỡi này, bé này là mẹ đực này, bé đực đẹp này. Bé này cái này. Đấy, cái. Bế cho bố một con nè, bế cho bố một con nè. Con nào? Con nào cũng được. Đấy, em cứ may cứ thu cái đống chất đất này trống này. Nó cứ thả nó ra đây vệ sinh các bạn. Đấy, đấy, đi vệ sinh ấy. Rồi nó sạch sẽ, nó chả đi vệ sinh trong chuồng đâu. Đừng có dọa nó thế, bế nó sờ nó nhẹ nhàng bế nó chứ dọa nó thế sao được. Đấy, ôm luôn con đấy. Ôm luôn con đấy ra đây. Đấy. Này được hai cái con này được à? Được rồi, sao đúng lưỡi không? À, đúng lưỡi, giữ nguyên đấy nha. Giữ đấy. Đi vào phải đuổi trong vào. Được rồi. Bên khác coi. Đã bên này. Bên này. Con này cũng được này. Rồi, bỏ xuống bế hai con này. Giữ hai con đúng rồi, giữ hai con đấy. Giữ cao lên. Nhấc đầu nó lên. Nặng quá không nhấc được à? Nhấc được một con đó. Con này đẹp này. Con đực đẹp này. Đi vào trong đi vào. Con gọi nó vào trong kia đi, Đi gọi, đứng vào kia để gọi nó. Đi vào. Nghịch lắm các bạn, nghịch lắm. Gọi đi, em đi. Đấy, 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 đấy. Đây con đực to này, con này đực này gần 2 tuổi, răng bi phụ kiện đủ nhá, nó phải tầm 2 tuổi. Con này khoảng trạng chuẩn của nó là 24 cân đấy chứ, trạng chuẩn nó 24-25 cân. Bây giờ hiện tại nó khoảng 22-23 cân. Để hôm rồi cho dắt đi chợ cho nó hơi bị đau một tí cái đầu chân kia kìa. Đi vào. Không qua đấy. Đi vào. Đây có con te này. Đây đẹp này. Đây là VIP luôn. Đấy. Này hơi nhát nhát tí. Nó chưa dám ra ngoài. Với em kia ra nhưng có nó mũi nó chưa dám ra. Đây đầu thủ to lắm, chân tay to lắm. Đấy. Con này ở nhà em chưa được 1 tuần đâu các bác, từ thứ 7 tuần trước đến thứ 7 tuần này mới được 1 tuần nhé. Kìa kìa, nó chạy ra ngoài kìa các bác kìa.
đi vào, nó vào, đuổi nó vào, đuổi nó vào nhanh. Đấy. Đến thứ bảy này nó mới ở bên nhà em một tuần, đuổi vào nhanh. Đấy, bác thích máy nào kết nối em qua số điện thoại 0777 51633 hoặc 0358 212 9582 chị nhé. Đó, anh chị nhớ đăng ký kênh ủng hộ em chị nhé. Đực, răng bi đủ, phụ kiện đủ, lưỡi đốm. Đấy, đầu thủ căng đét luôn, đẹp luôn. Đấy, nhìn này, đuôi chuẩn nhá. Đây, đang gầy ấy, đang gầy. Nó vẫn đang nhát, nó đang sợ. Cái chân này bị đau bởi vì chạy hôm đi chợ này. Chạy hôm chợ, đi chợ này. Cho đi vào đi. Nó sàn sàn như nhau các bạn, nó sàn sàn như nhau ạ. Đấy. Đây này. Đấy. Xinh lắm, mới được 45-48 ngày thôi các bạn. Chưa được 2 tháng đâu. Đấy, các bạn thích bé nào cứ alo em. Đấy. Thích bé nào cứ alo em. Đấy. Con đi lấy cái ốc cơm con kia ăn thừa mang lên cho bọn nó ăn được không? Ờ, đi ăn thừa. Ở ngoài nuôi gà lắm các bạn. Cứ cơm thừa bên cạnh mình cho ăn thôi. Mà anh chị đừng cho ăn nhiều, cho ăn vừa thôi nhé. Đây, đấy, nó đang ăn. Đây. Đấy, cơm trắng này. Con này. Đấy. Ăn đi. Đấy. Cơm trắng đấy, cơm không ấy các bạn, đấy cứ thế mà ăn thôi, đơn giản lắm. Sắp hết rồi thì bắt con kia về cho nó ăn đi, con kia kia kia. Ăn đi đấy. Đấy, bác nhìn chuồng em này sạch sẽ luôn, không đi vệ sinh vậy luôn, em vừa về thả cái đi vệ sinh ok ngay đấy. Nghịch lắm. Đấy, vèo phát hết luôn. Coi nhìn vèo hết luôn này. À. Nghịch lắm các bạn nhìn. Đó này, em phải bắt sớm không là người ta bắt mất. Kìa kìa, cọc cứ chạy qua đường này. Đấy. Câu cái thể dục kìa, đấy, theo ông kia kìa. Các bác cứ bảo tại sao chó nhà em ở trên này nhiều. Đấy, bác thích bé nào kết nối nhá. Đấy, cứ chọn nó như nhau thôi, được cái, 3 cái, 4 cái, 4 cái, 4 cái, 4 cái, 3 đực. Đấy, con đen này khác bầy này, có một con đỏ khác bầy này. Đấy, bác phải ghép con này với con khác kia được. Đấy, con kia nó khác bầy. Đây, quay từng nhiều cái này nó quay hơi khó, nhưng mà cái đàn đỏ nó giống như nhau luôn. Nó chạm vào hơn 4 cân anh chị ạ. Nó vào hơn khoảng 4 cân. Đấy, hơn 4 cân. Đấy, thả ra phải nhốt vào. Người cắm, có nhìn này. Đấy. Phải nhốt nó vào các bạn. Nhốt nó vào đây này. Đấy, vào đi, vào đi. Đấy, nhốt vào. 2, 4, 6 con, một con nữa. Đấy, thích bé nào cứ nối em, cứ nối em anh chị nhá. Em phải cất nó đi đây, khi không nhiều như này không không ấy được. À, ra đây, con này đẹp này, con này đẹp này. Vào đi, vào đi, vào. Con này được, con này được, con này được.
ok. Nhốt nó vào chứ con ra đường sợ lắm. Này, mặt mũi đàn này đẹp mà các bác, mặt mũi đẹp mà nhìn nhúc 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 này. Còn một con nữa mà. Còn một con nữa tít. Còn một con nữa mà. À đây là đùa đùa. Đây con này con khác đàn nhá. Con này với con đen khác đàn nhá. Còn 1 2 3 4 5 con này một đàn này. Đấy, chị có thể ghép con đen với con đàn đỏ này hoặc con đỏ này với đàn đỏ kia nhá. Đây là con này với con đen khác đàn này. Đấy. Con đen này cũng to đẹp này. Ok thì anh chị nhá. Em xin phép mình kết thúc video. À quay lại con thêm con cọc này nữa đi. Con cọc này. Đấy. Con cọc này chú đẹp đấy các bạn. Nhìn cọc này. Đó. Đó nhìn chưa? Ok chưa? Đó. À, về nhà em hôm nay là thứ tư nhỉ? Đây thứ năm, thứ bảy, chủ nhật, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm. 6 ngày rồi. Thứ bảy này mới đầu tuần nhá, thứ bảy mới tuần nhá. Về nhà em từ hôm thứ bảy nhá, tuần rồi đi chợ rồi nhá. Đấy, anh chị có thể xem, anh chị xem ở những kênh khác ấy. Thì anh chị biết con này của em. Những kênh khác vào toàn nói xấu nói đểu em ấy. Nhưng em bình thường mà những cái thành phần đấy thì là những thành phần em chấp làm gì anh chị ạ? Đấy. Chia sẻ với em những cái thành phần vào nói xấu, nó đểu, nó bẩn đấy. Kiểu là không có cún xong là vào cứ ghen tức ở được vậy ấy. Nhưng em thấy nó chuyện bình thường, buôn bán những cái chuyện ấy rất là bình thường. Bởi vì người ta không để bằng mình được nên là người ta mới ghen tức ở các bác ạ. Đó, anh chị nhá. Đi nữa bố đang quay nốt ạ. Đó. Rồi ok nha anh chị nha, em xin phép kết thúc video. Chúc cô chú chị em xem video vui vẻ nhé. Hẹn các anh chị ở cái video lần sau nhé. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các vị anh chị ạ.